Tẩy dung sản định kỳ đúng cách để an toàn cho chúng ta và toàn thể người thân chúng ta, lên tẩy dung sản cho chúng theo định kỳ, tránh các bệnh nấm kẻ, viêm da, mẩn ngứa gây ra cho chúng. Đối với chó con mới đẻ 21 ngày đầu tiên chúng ta tẩy lần đầu, tiếp theo cứ 15 ngày sau cho đến khi tới 3 tháng. Thuốc dung thì nhiều loại, trên đây không tiện nói tên thuốc lên chúng ta chọn loại thuốc dung, sản dạng nước cho dễ sử dụng. Khi dùng thuốc chúng ta lên đọc hướng dẫn sử dụng theo cân nặng các bé để đưa tránh quá liều. Có hai loại ký sinh trùng điển hình, nội ký sinh trùng như dung, sáng và ngoại ký sinh trùng như ve, bọ chét, nấm. Hai loại nội và ngoại ký sinh trùng này đều gây ra các biểu hiện, vậy đều do ký sinh trùng gây ra. Ngay cả lúc nuôi chúng ta lên vệ sinh và thay miếng nót trùng hàng ngày, tránh ẩm ướt và tạp chất như phân và nước tiểu, chúng sẽ tạo cho các mầm nấm và viêm da từ đây. Hãy giữ cho môi trường nuôi của chúng được sạch sẽ, khô ráo, đồ ăn thức uống đảm bảo ăn chín và uống sạch, tẩy dung, sán định kỳ để đảm bảo an toàn cho người và các bé cún.